Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại trung tâm hội nghị thành phố đã diễn ra kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kỳ họp đã xem xét cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lào Cai khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Đình Khôi do nghỉ chế độ, tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lào Cai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Văn Thiện, trưởng phòng nội vụ thành phố, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đối với ông Đoàn Văn Ngàn do nhận công tác mới. Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phùng Đức Hòa và ông Ngô Vũ Quốc. Bầu 7 Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, cho thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Lào Cai và miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đối với bà Hà Thị Minh do chuyển công tác. Hội đồng Nhân dân thành phố Lào Cai cũng đã xem xét các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua các nghị quyết của kỳ họp. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố Lào Cai tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong lộ trình xây dựng đô thị loại 1, các nhiệm vụ sau điều chỉnh địa giới hành chính, cải tạo và phát triển cây xanh đô thị, các hạng mục đầu tư hạ tầng đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, hoàn thành các công trình chào mừng đại hội Đảng, hoàn thiện đề án tổng thể phát triển thành phố Lào Cai thành đô thị loại 1 giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030, hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020. Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 7 nhằm sơ kết đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội 6 và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020. Hiện công đoàn viên chức tỉnh có 55 công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 4.000 đoàn viên công đoàn. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh và công đoàn cấp trên, hoạt động công đoàn đã có nhiều khởi sắc. Hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên. Các tổ chức công đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022 của Ban chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh khóa 6, bầu bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Ban thường vụ Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này, Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai đã công bố quyết định và trao tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Huyện đoàn Bát Sát vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức công tác đoàn đội năm 2020 cho trên 250 cán bộ đoàn hội đội cấp cơ sở trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt các chuyên đề như nghiệp vụ công tác đội trên địa bàn dân cư hè 2020, nghị quyết Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tu dưỡng đạo đức suốt đời đối với cán bộ đoàn viên thanh niên và một số nội dung quan trọng khác. Đây là hoạt động thiết thực của huyện đoàn nhằm bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ đoàn hội đội chủ chốt các cấp trong huyện. Qua lớp tập huấn sẽ tạo môi trường để đội ngũ cán bộ đoàn gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt động đoàn tại địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã đặc biệt chú trọng tới công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai do thiên tai gây ra, nhất là công tác di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Theo thống kê, tỉnh Lào Cai có 145 điểm có nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Năm 2020, Lào Cai rà soát có 276 hộ dân phải di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Lào Cai đã di chuyển được 100 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, trước và trong mùa mưa lũ, tỉnh Lào Cai đã xây dựng kế hoạch đưa dân ra khỏi vùng nguy hiểm, chủ động rà soát những nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét để di chuyển dân,
Đến nay, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt 13 dự án bố trí sắp xếp ổn định dân cư vùng ảnh hưởng thiên tai tại các huyện thành phố trên địa bàn. Để người dân không phải lo lắng về tính mạng và tài sản trong mùa mưa, tỉnh Lào Cai đã phê duyệt điều chỉnh bổ sung dự án quy hoạch tổng thể bố trí sắp xếp dân cư giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025 và giao các sở ngành liên quan thực hiện. Đến nay, tỉnh cũng đã thực hiện xong 4 dự án sắp xếp dân cư tập trung và đưa 138 hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, với kinh phí đã giải ngân những dự án này là 42,2 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai chỉ đạo các huyện tích cực vận động, tuyên truyền về sự nguy hiểm của thiên tai và cách phòng tránh. Với những hộ không thể di chuyển do không có quỹ đất hoặc không đủ điều kiện kinh tế, khi xảy ra mưa lũ sẽ di chuyển tạm thời tới nơi an toàn, đợi hết nguy hiểm mới quay lại. Ước cuối năm nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng sẽ đạt trên 36 triệu đồng trên người trên năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 9%. Đây là hai trong số những tiêu chí thuộc phần việc người dân phải làm được Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới, chính quyền địa phương xã Thái Niên đánh giá là thành công nhất sau hơn 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mặc dù đã vào cuối vụ, nhưng ba sào dưa lê của gia đình bà Nguyễn Thị Oánh ở thôn Mòm Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng vẫn cho quả to và đều. Với giá bán được các thương lái thu mua tại ruộng từ 10 đến 12.000 đồng 1 kg và cung ứng cho các đầu mối ở thành phố Lào Cai và thị xã Sapa, thì vụ dưa lê này tiếp tục mang lại cho gia đình bà Oánh nguồn thu tương đối lớn. Trước đây thì làm cũng chưa có kinh nghiệm lắm, thì làm một năm chỉ được một vụ tháng riêng thôi, xong là tháng 5 là phải cấy lúa. Nhưng bây giờ làm cũng có kinh nghiệm nhiều thì một năm cũng làm có thể là được 3 vụ. Thế, thu nhập thì cũng gấp 3, gấp 4 lần là trồng lúa. Nên là chúng tôi cũng làm tăng thu nhập. Cũng là rất tốt. Cùng với việc phát triển và mở rộng diện tích trồng cây dưa lê, người dân địa phương cũng tiếp tục tập trung thực hiện nâng cao hiệu quả kinh tế cây trồng truyền thống ở địa phương là cây bưởi múc. Hợp tác xã Bưởi Múc hiện đang là môi trường lý tưởng để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc, cải tạo cây bưởi địa phương, kết nối mở rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. Để làm cái bưởi trái vụ ấy thì trong hợp tác xã cũng đang thử nghiệm để xem nó có hiệu quả thì sẽ phát triển rộng rãi ra. Cùng với việc tập trung phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, nhiều cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp ra đời đã tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Tìm hiểu được cái tiềm năng về rừng, thứ nhất là khai thác cái nguồn lợi về rừng tại địa phương, và thứ hai là cũng muốn tạo công ăn việc làm cho bà con xung quanh để phát triển kinh tế. Hiện tại bây giờ thì có khoảng độ 6 công nhân lao động là thường xuyên và tạo công ăn việc làm theo thời vụ cho khoảng độ hơn 10 người khác, nhưng mà lao động là thời vụ thôi. Khi đời sống kinh tế của người dân được cải thiện và nâng cao, bà con đã chủ động thực hiện các tiêu chí thuộc phần việc người dân phải làm, đóng góp ủng hộ để xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên mục tiêu số 1 đó là phát triển cái nông nghiệp nông thôn, phát huy cái thế mạnh của địa phương, đó là phát triển một số cái vùng cây ăn quả đặc hữu, ví dụ như cây bưởi. Thì chúng tôi cũng đã được Ủy ban dân tỉnh và hội đồng xét duyệt cấp cái mã 3 sao cho sản phẩm OCOP bưởi múc. Thế và hiện nay thì chúng tôi đang triển khai mở rộng cái mô hình phát triển cái cây dưa lê trên địa bàn xã. Về một số các lĩnh vực khác thì chúng tôi đang tập trung hoàn thiện các cái tuyến đường giao thông nông thôn mà đã được tỉnh phê duyệt, kết hợp với sự vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công lao động hiến đất để tiếp tục hoàn thành hệ thống giao thông nông thôn đạt cái chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được trong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo ở địa phương đã khẳng định thành công của Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới, chính quyền địa phương xã Thái Niên trong việc lựa chọn khâu đột phá, tạo động lực thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ đó giúp xã vùng 3 còn nhiều gian khó, tự tin vượt qua những khó khăn, quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trong năm nay.
Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là một trong 9 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Simacai nhiệm kỳ 2020-2025 xác định trong giai đoạn tới. Để thực hiện mục tiêu trên, huyện sẽ tiếp tục rà soát mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, có hiệu quả, tập trung củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực chất, chú trọng chất lượng dạy và học ngoại ngữ tại các trường phổ thông. Thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng đồng bộ hóa, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường trọng điểm về chất lượng, quan tâm đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo nghề, phát triển nguồn nhân lực, gắn mục tiêu đào tạo nghề với giải quyết việc làm theo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc phát huy những sáng kiến, đổi mới phương pháp, kỹ năng trong lao động, học tập. Phát triển văn hóa, thể thao và truyền thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng được huyện Mường Khương xác định tập trung thực hiện trong giai đoạn tới, nhằm từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân trên địa bàn. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Mường Khương sẽ tập trung xây dựng văn hóa công vụ, văn hóa lãnh đạo quản lý, xây dựng nếp sống văn hóa trong mọi hoạt động của đời sống xã hội, quan tâm đẩy mạnh việc cải tạo tập tục lạc hậu, nhất là nâng cao ý thức vệ sinh môi trường, bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa. Mục tiêu được đặt ra là đến năm 2025, toàn huyện có 80% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 80% thôn tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, trên 98% cơ quan đơn vị, trường học, trạm y tế đạt tổ văn hóa. Về văn nghệ thể thao, sẽ phấn đấu xây dựng mỗi thôn tổ có một đội văn nghệ quần chúng hoạt động hiệu quả, phát triển phong trào thể thao quần chúng, phấn đấu tỷ lệ người tập luyện thể thao thường xuyên đạt trên 40%. Về công tác thông tin truyền thông, phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 95% số hộ được xem truyền hình, 99% số hộ được nghe phát thanh, 100% xã thị trấn có trạm phát thanh và tất cả các thôn tổ dân phố có cụm loa phát thanh đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ mới. Thưa quý vị và các bạn, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tinh ở bản Liên Hà 6, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, năng động, sáng tạo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và đem lại thu nhập cao. Năm 1982, sau khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương, ông Nguyễn Quang Tinh tham gia công tác tại xã và có gần 20 năm đảm nhận chức vụ Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã. Năm 2012, sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Quang Tinh đã chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Vài hecta đất vườn đồi của gia đình đã được đầu tư san gạt trồng các loại cây ăn quả như thanh long ruột đỏ, chanh, ổi, rau màu các loại. Cây thanh long ruột đỏ là loại cây ăn quả đầu tiên được ông Tuynh đưa vào trồng trên 100 trụ. Nhờ chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn thanh long luôn đạt sản lượng cao, đặc biệt có độ ngon ngọt được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Sau khi mà nghỉ được công tác rồi, về hưu rồi đó, thì tôi mạnh dạn như vậy là cùng với vợ với con, tức là bàn như vậy là phát triển kinh tế. Lúc đó thì cái đồi này nó là toàn là đồi thôi, đồi bắt úp. Thế cho nên là đầu tư vốn như vậy là san mặt bằng. Thế và thì cũng là người đầu tiên đưa cái thanh long ruột đỏ về với Bảo Hà, với Bảo Yên. Thế và riêng cái giống của thanh long ruột đỏ thì trong 2 năm thì riêng cái giống tôi đã thu gần 200 triệu. Thế còn quả thì cái quả, cái lượng quả thì nó không lớn. Thế nhưng mà cái trị giá nó cũng chỉ thu được vài chục triệu. Thì đấy là riêng về cái thanh long và vẫn duy trì đến năm nay là hơn chục năm rồi. Nhận thấy thế mạnh của địa phương nằm dọc bờ sông Hồng có điều kiện khí hậu rất phù hợp với việc trồng cây ăn quả và cây rau màu nên vài năm trở lại đây, ông Tinh đầu tư trồng rau màu các loại từ cải bắp, su hào, đậu đỗ các loại. Trung bình mỗi ngày gia đình ông cũng thu được từ 200 đến 300 nghìn tiền rau. Thu hoạch thì nói chung là có thể có ngày em nó đi cũng được 7-8 chăn, thế có khi cũng được 1 triệu. Thế nhưng mà những cái lúc mà lứa mà rau nào mà nó phải cái lứa rau rẻ mà đông người làm ấy thì cũng chỉ được độ 400-500. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cần cù chịu khó, mô hình đồi vườn của gia đình ông Tuynh mỗi năm cho thu nhập từ 250 đến 300 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Tuynh luôn gương mẫu phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động người dân trong bản, trong xã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ gia đình khó khăn, từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.